Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã đến với xe 5S Studio. Hôm nay Hồng sẽ giới thiệu với các bạn xe Land Cruiser Prado 2.7 máy xăng số tự động. Hiện tại dòng xe này đang có giá là 2 tỷ 340 triệu. Tại Toyota Pháp Vân thì xe này đang được giảm giá là 30 triệu tiền mặt, chưa kèm các chương trình khuyến mại đi kèm, ví dụ như là phụ kiện và bảo hiểm. Bên Toyota Pháp Vân bên mình sẽ hỗ trợ là 90% vay trả góp ngân hàng và 100% thủ tục đăng ký đăng kiểm ra biển. Các bạn liên hệ với Toyota Pháp Vân để được giá ưu đãi. Xin chào.